Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Quyên in Japan đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra xem mình có nợ xấu ở Nhật hay không nhá. Mình có bị vào trong danh sách đen hay không ấy mà đăng ký cái thẻ nào cũng không được. Thì cái này mình sẽ kiểm tra qua CIC. CIC là nơi chuyên xử lý các thông tin tín dụng mà đăng ký với các công ty tài chính ấy về vay tiêu dùng. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra qua đó nhá. Về cái kiểm tra này thì mọi người sẽ có 3 cách để kiểm tra. Cách đầu tiên đó là kiểm tra qua internet, mình sẽ sử dụng điện thoại hoặc là máy tính của mình để kiểm tra nhá. Cái này thì tí nữa trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách này nhá. Tuy nhiên là cái này có một hạn chế, đó là khi mà mình kiểm tra ấy, thì phí sẽ là 1 sen. Đó, 1 sen thì người ta sẽ trừ trực tiếp vào trong cái thẻ tín dụng mà có tên của mình, là thẻ tín dụng của mình nhá. Vì thế bạn nào mà đăng ký cái thẻ nào cũng không phát hành được ấy thì mọi người không thể làm theo cách này đâu nhá. Mọi người có thể theo dõi được cái cách thứ hai của mình, đó là cách gửi qua đường bưu điện. Mình sẽ tải cái mẫu giấy về, sau đó là ghi thông tin và ra ngoài bưu điện mua cái tem 1 sen và gửi cho người ta, thì người ta sẽ gửi về cho mình. Cái này mình sẽ làm một cái video tiếp theo với các bạn nhá. Cái cách thứ ba nữa, đó là mọi người có thể ra trực tiếp ngoài quầy để hỏi người ta. Cái này phí chỉ là 500 yên thôi. Tuy nhiên là nó không phải là ở đâu cũng có cái địa chỉ để mình có thể ra kiểm tra được. Mình thấy là chỉ có 7 trên 47 tỉnh thành của Nhật là có địa chỉ của nó thôi. Chủ yếu là các thành phố lớn như là Hokkaido này, Tokyo, Osaka, Aichi, rồi là Miyazaki, Fukuoka, Okuyama. Đấy, 7 nơi đó là mình có thể kiểm tra được. Do đó thì chắc là người ta sẽ hướng dẫn mình thôi. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra qua internet luôn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn cách mình có thể kiểm tra được nhá. Mình cái này thì mình chưa kiểm tra, bây giờ mình sẽ kiểm tra trực tiếp luôn và hướng dẫn mọi người luôn nhá. Đây là cái trang chủ của CIC đây. Đây các bước của nó để mình có thể kiểm tra thông tin được nhá. Bước đầu tiên là mọi người phải chuẩn bị cho mình cái thẻ credit và internet. Không có internet là không vào được đâu nhá. Cái bước thứ hai là mình sẽ lấy cái mã số đăng ký này qua điện thoại, tí nữa mình sẽ gọi cho mọi người xem nhé. Nhập thông tin này, bước 4 là mình sẽ kiểm tra thông tin. Đó, mình sẽ kiểm tra qua smartphone này. Thời gian sử dụng của mọi người sẽ là 8 giờ đến 21 giờ 45 hàng ngày nhé. Ngày lễ, ngày Tết cuối năm đều có thể kiểm tra được. Và phí của nó là 1 sen, người ta sẽ trừ trực tiếp vào trong thẻ credit ấy. Còn cái thẻ credit như thế nào thì mọi người có thể kiểm tra cho mình như thế này. Những bạn nào có thẻ credit của Aeon này, Epos này, Corico này, Sezone này, DCB hoặc nhiều cái nữa, SMBC hoặc MUFG mọi người đều có thể sử dụng được nhá. Tí nữa thì mình sẽ kiểm tra qua SMBC xem nào. Còn cái debit, thẻ debit thì mọi người có thể sử dụng được của DCB nhá. Bên này là lưu ý thôi. Đây là cái số điện thoại 0570021717. Cái này mình sẽ tí nữa mình sẽ gọi điện để lấy 6 số mã số nhá. Cái này thì mình cũng chưa gọi đâu, bây giờ thì mình sẽ làm. Mình sẽ nhấn vào cái phần smartphone để xô xả hô hô này nhá. Cái cách để mình có thể vào bằng điện thoại ấy, bước đầu tiên là mình sẽ phải nhấn vào cái phần xô đa cử này, nhập thông tin và xác nhận thông tin, và sau đó là mình sẽ kiểm tra được này. Mọi người kéo xuống dưới cho mình nhá. Rồi nhấn vào phần của điện thoại này, sai siêu cả kuni, xác nhận lại một lần nữa trước khi mà mình sẽ sử dụng, và kéo xuống dưới cho mình nhá. Đến cái phần này nhấn vào smartphone để cái gì của cô nào ở này, kéo xuống dưới cho mình nhé. Cái này toàn tiếng Nhật thôi, nhiều lắm không phải đọc đâu. Nhấn vào cho mình cái phần xô đa cử sư lựa này, rồi và nhấn vào phần dưới internet tổ cái gì của cô nào ở này. Bây giờ mình sẽ phải gọi điện đến số điện thoại và nhập 6 số mà mình nhận được vào đây nhé. Sau đó là nhập bên dưới cho mình cả cái số điện thoại mình gọi nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào gọi điện nhé, cho cái số mà người ta yêu cầu. Thì trước khi gọi điện thì mọi người chuẩn bị cho mình cái thẻ credit ra, biết đâu người ta lại hỏi ra. Bây giờ mình sẽ gọi đi nhá. 0570 021 717. Để mọi người nghe luôn. CIC Internet Kaiji および Internet 本人申告の受付番号案内です。ナビダイヤルでおつなぎします。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。なお、通話料定額プランの対象外となります。こちらは CIC が提供するインターネット開示およびインターネット本人申告情報登録の受付センターです。インターネット開示をご希望の場合は1を押してください。インターネット本人申告初回開示をご希望の場合は、クレジットカードとメモのご準備をしていただき、1を。再開示、
開示禁止をご希望の場合は、これより受付番号をご案内します。ご利用にあたっては、CIC ホームページに記載された利用規約に同意いただく必要があります。利用規約をお読みいただき、同意いただけた方が7を、利用規約をお読みでない方、同意いただけない方は9を押してください。開示手数料はクレジットカードでのお支払いとなります。クレジットカードに記載されています有効期限を数字4桁で月、年の順番で入力してください。クレジットカードの有効期限はですね。よろしければ1を、再入力の場合は2を押してください。これから受付番号を数字6桁でお知らせしますので、メモのご準備をお願いいたします。受付番号は397176です。受付番号が確認できた場合は1を、もう一度お聞きになる場合は2を押してください。受付番号は397176です。受付番号が確認できた場合は1を、もう一度お聞きになる場合は2を押してください。ありがとうございました。受付番号は1時間有効です。スマートフォンまたはパソコンで開示の処理へお進みください。Cái này nó chỉ có trong thời hạn là 1 giờ thôi. Mọi người sau khi đăng ký thì mọi người nhập cho luôn cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ vào tiếp nào. Bây giờ mình sẽ vào, mình nhập cái mã số mà người ta vừa đọc cho mình ấy. Mọi người nhập vào đây cho mình. 6 mã số này. 397176. Ok. Sau đó là nhập cho mình cái số điện thoại mọi người vừa gọi xong nhé. Nhập vào đây. Rồi xong rồi thì kéo xuống dưới cho mình. Mình sẽ phóng to ra cho mọi người xem nhé. Rồi đây là nhập cho mình katakana zenkaku. Mình sẽ phải nhập vào đây xem nào. Tên katakana của mình nhé, họ trước này. Mình không biết là cái này zenkaku thế này có được không đây. Dưới là tên. Bên dưới là họ tên bằng kanji. Tuy nhiên là mình không có thì mình sẽ viết romaji đây xem nào. Sai cái gì nữa sẽ sửa lại nhé. Đến ngày tháng năm sinh, mọi người chọn cho mình Heisei hay là Showa ở đây nhé. Thường các bạn sẽ Heisei là nhiều. Đấy, Jubin Bango. Cái này là mình những cái chữ đỏ đỏ này. Mình sẽ nhập lần đầu thì mình phải ghi thôi, còn lần thứ hai mình vào thì mình không phải nhập nữa nhé. Giờ mình sẽ nhập 7 mã số bưu điện vào đây. Nhấn cho mình cái chỗ vàng vàng này để ra địa chỉ nhà mình. Sau đó là phần dưới này, nhập cho mình từ bang chi này, tên tòa nhà, sau đó là số phòng nhà mình. Rồi cái này là ơn tên menkyo sho. Thôi cái này bỏ qua cũng được. Đến cái tiếp theo này người ta nói là ngoài cái số điện thoại mà mình đã gọi đến. Mình thử bỏ qua cái này xem nào. Cái này mình chỉ có một số điện thoại thôi, không biết là thế nào luôn, mình bỏ qua đó. Tiếp đến là cái phần thẻ credit nhá, nhập cho mình mã số thẻ credit vào đây. 16 số thì 4 ô này. Rồi bên dưới mọi người nhập cho mình 3 số bí mật ở đằng sau nhá. Tiếp đến là nhấn vào ghế cho mình nào. Không biết là sai cái gì không. Ô, ok rồi. Các thông tin của mình đây nhá. Lần đầu tiên mình vào này. 7 số mình vừa nhận nãy này, số điện thoại, tên, địa chỉ, thẻ credit, ok. Kéo xuống dưới cho mình nhá. Thì bây giờ người ta sẽ nói là mình khi mà mình mở cái này ra. Cái này tên của nó sẽ là Shinjo Yohokaiji Hokokusho. Đó, mình sẽ phải nhập 10 mã mật khẩu này vào nhá.
10 số đó là cái 6 số đầu tiên. Đó là cái mã số nãy người ta mà đọc cho mình nhá. Còn cái 4 số cuối cùng đó là hạn sử dụng thẻ credit của mình. Thì ví dụ như là tháng 1 năm 2025 thì mọi người sẽ ghi cho mình là 0125 ở đấy nhá. Đó. Nhớ nhá. Mọi người lưu lại cái này cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ phóng to này lên này. Tích vào cái phần calculate. Mọi người nhớ lại cho mình cái mã mật khẩu 10 số này nhá. Thì nữa mình sẽ mở nhấn vào calculate. Rồi, xong rồi. Sau 15 giây. Đợi một tí xem nào. Thì người ta sẽ gửi cho mình cái file PDF. Đây. Mọi người nhập cho mình cái mật khẩu vào nhé. 10 số lúc nãy mà mình nói ấy. Đây ra rồi. Rất là nhiều luôn. Tí nữa mình sẽ chụp lại màn hình cái này. Đợi tí mình nghiên cứu một tí ra sau mình nói với các bạn sau nhé. Sau một hồi ngâm cứu thì mình cũng biết ra một chút rồi. Đây của mình đây là sẽ có 21 trang thẻ credit này. Credit hình như là mình thấy có cả cái khác nữa cơ. Epos, cả độ này. Hoshikomi. Có cả đăng ký nữa đấy. Đây nha, bây giờ mọi người chỉ cần chú ý cho mình một cái chỗ. Cái phần 2 số 126 này. Nó là Hensai Yoho. Trường hợp mà mình phát sinh nợ xấu ấy thì nó sẽ ghi vào đây nhá. Ido. Nó sẽ ghi vào đây. Ido này. Còn không có, đây là mình không có nợ xấu. Nó sẽ không ghi. Và cái cuối cùng nữa. Kéo xuống dưới hẳn cho mình cái chỗ phần bên dưới đây nhá. Đây cái phần Nukin Yoho. Phần mình đã trả tiền đây nhá. Cái phần có chữ đô la này thì là trả tiền này. Còn những phần gạch gạch như thế này không có gì là mình không sử dụng ấy. Kéo xuống dưới cho mình tiếp nhé. Có vào xem của nó P với A nó là cái gì nhé. Nội dung. Phần Nukin Yoho đấy. Phần mình trả tiền đấy nhé. Nếu mà đô, nếu mà có chữ tiền này ấy, thì là nó sẽ là mình đã trả tiền rồi. Đó, còn P là mình trả một phần tiền. Không rõ là mình trả mình nợ bao giờ luôn. Còn R là ngoài khách hàng ra đã nộp tiền. Không hỏi nữa. Còn phần A nhé. A là đến ngày mà mình người ta hẹn trả mình không trả này. B là cũng không trả tiền nhé. Và cái C không rõ nguyên nhân tại sao lại không trả tiền. Và cái gạch gạch là mình không sử dụng nhé. Rồi mọi người lưu ý nhé, xem cái thông tin của mình như thế nào. Cái này ABC là rất là quan trọng nhé. ABC là mình chưa trả tiền đâu đấy. Mọi người lưu ý cho mình chỉ có hai chỗ đấy thôi nhé. Còn lại là cái phần thông tin mà mình đã đăng ký này, sử dụng cái gì gì đấy thôi. Nhớ cho mình là phần số 126. Nếu mà chấm là ok. Còn nếu mà người ta ghi là chữ IDO thì là không được nhá. Về cái phần ở cuối trang nữa. Phần tình trạng trả tiền nữa. Nếu mà là ABC là mình đang trả nợ người ta đấy nhá. Còn trả cách nào thì mình không biết, thấy người ta nói luôn. Rồi trên đây là những cái mà liên quan đến tín dụng của mình nhá. Mình có đã trả hết chưa hay nợ như thế nào. Nếu mà nợ thì mọi người có thể sẽ phải liên lạc đến công ty của người ta để mời mình trả hết số tiền đó ấy. Thì tùy từng cái thôi, nó sẽ có cách giải quyết khác nhau ấy. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc cái hướng dẫn kiểm tra nợ xấu của các bạn ở bên Nhật này nha. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.